Anh Lê Hùng Sức sinh ra và lớn lên ở làng nghề Mộc Chợ Thủ, xã Long Điền A, một trong những làng nghề gian danh của huyện Chợ Mới. Tuổi thơ của anh gắn liền với tiếng cưa, đục đẽo của làng nghề. Riết rồi những âm thanh ấy đã thấm sâu vào máu thịt. Nên khi học hết lớp 9, anh quyết định nghỉ học để đến các cơ sở học nghề chạm khắc gỗ. Sau 3 năm miệt mài học việc, khi có tay nghề vững chắc, anh đi khắp các tỉnh thành miền Nam nhận các công trình điêu khắc gỗ, trang trí nhà cửa cho các cá nhân doanh nghiệp để làm thỏa sức và cũng để tính toán con đường khởi nghiệp sau này. Nhờ siêng năng bền chí nên sau 10 năm đi làm thuê nơi xa, khi đã tích góp được một số vốn, anh Sức quyết định quay về quê nhà mở cơ sở chạm khắc gỗ do mình làm chủ. Sinh qua là sống ở trên mảnh đất của ông bà tổ tiên trong nghề truyền thống chạm khắc gỗ, nên giờ cũng có lòng đam mê hồi từ nhỏ, nên cũng quyết định đeo theo nghề tổ tiên của ông bà để lại phát triển nghề lên. Để làm nên một sản phẩm hoàn chỉnh phải trải qua nhiều công đoạn. Ban đầu do vốn ít nên anh chủ yếu làm bằng tay, khiến sản phẩm làm ra vừa tốn nhiều thời gian công sức, giá cả cũng khó cạnh tranh hơn so với sản phẩm làm bằng máy móc. Không nản chí, anh chịu khó chắc chiêu từng cơ hội, giữ uy tín đối với từng khách hàng, nên cơ sở của anh ngày càng được nhiều người biết đến. Có tiền, anh lại mua sắm máy móc đầu tư vào cơ sở. Từ một máy chạm phẳng ban đầu, anh mua thêm 2 máy, giờ cơ sở của anh đã có 3 máy chạm phẳng. Anh còn được làng nghề Mộc Chợ Thủ hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư máy chạm khắc tượng CNC 4D. Mỗi lần hoạt động có thể tạo ra 6 tượng giống nhau. Nhờ có máy móc hỗ trợ cùng với tay nghề mộc sẵn có, giúp anh chỉnh sửa trau chuốt lại sản phẩm một cách sắc nét và đẹp hơn. Điều quan trọng nhất là chẳng những giúp anh rút ngắn thời gian sản xuất gấp 3 lần so với làm thủ công, mà sản phẩm làm ra rất tinh xảo, tăng độ hài lòng đối với khách hàng, cũng như đáp ứng được nhiều đơn hàng, thời gian và nhu cầu giao hàng cho khách. Sử dụng máy móc hiệu quả hơn, ví dụ như chậm một sản phẩm cỡ từng mới gòi, giờ có máy móc hỗ trợ là hơn 2-3 ngày là mình gòi sản phẩm với lại số lượng nhiều, có tạo công ăn chuyện làm cho nhân công thêm nữa. Anh Sức còn chủ động liên kết với các thợ sơn khác để có thể nhận nhiều sản phẩm từ nhiều khách hàng, công ty và chủ thầu. Nhờ đó quy mô sản xuất của anh ngày càng được mở rộng. Hiện khách hàng của anh có ở khắp các tỉnh thành ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Từ một người đi làm thuê xa, nay anh đã thành công trong việc đứng ra làm chủ một cơ sở. Chẳng những giúp kinh tế gia đình khá giả, mà anh còn tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương với thu nhập mỗi lao động trên 6 triệu đồng một tháng. Anh Sức chia sẻ, đa số những người trẻ khi khởi nghiệp đều ít nhiều gặp nhiều khó khăn thử thách. Quan trọng là biết tính toán và kiên bền với đam mê của mình, rồi thành công sẽ đến. Và điều may mắn là vợ của anh cũng chịu thương chịu khó, sát cánh cùng chồng để giúp anh có được cơ nghiệp như ngày hôm nay.